Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn chuỗi bài học tiếng Anh mới Đàm thoại hàng ngày. Chuỗi bài này được thiết kế với 20 bài phù hợp cho các bạn mới tập làm quen với tiếng Anh và các bạn gặp khó khăn về việc phát âm. Trong từng chủ đề, mình sẽ thiết kế những câu hỏi đáp thông dụng để các bạn có thể tiện luyện tập tại nhà. Và trong từng câu, mình sẽ chú trọng vào từ vựng, tập phát âm và hướng dẫn những cấu trúc cơ bản. Mỗi bài học thì các bạn nên chia ra học trong một tuần. Để học tốt, trong một tuần các bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau đây. Yêu cầu đầu tiên, các bạn xem video và tập đọc cho nhuần nhuyễn tất cả những câu trong bài. Mình khuyến khích các bạn đọc đi đọc lại ít nhất 200 lần cho mỗi câu, cho đến khi không còn bị vấp nữa. Yêu cầu thứ hai, các bạn viết xuống và thuộc lòng những câu trong bài, mỗi câu các bạn viết xuống ít nhất 20 lần. Và cuối cùng, các bạn nghe phần tiếng Việt ở đầu mỗi câu, sau đó các bạn tập nói lại bằng tiếng Anh từ câu tiếng Việt mà các bạn vừa nghe. Mỗi bạn sẽ có một cách học riêng, cho nên các bạn cũng có thể tự sáng tạo thêm sao cho phù hợp nhất. Chúc các bạn tiến bộ trong chuỗi bài này nha!